Minh Tông là vị vua có tư chất nhân hậu sáng suốt, nối nghiệp thái bình của vua cha Trần Anh Tông, tiếp tục xây dựng Đại Việt hưng thịnh về kinh tế, ổn định về xã hội. Hiện nay, trong khối tài liệu mộc bản Triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới, còn lưu giữ nhiều bản khác về cuộc đời và sự nghiệp của vua Trần Minh Tông. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị độc giả. Vua Minh Tông là vị vua thứ 5 của Triều Trần, tên Húy là Trần Mạnh, sinh năm 1300, là con thứ 4 của vua Trần Anh Tông và chiêu hiến Hoàng Thái Hậu Trần Thị, lên ngôi vào tháng 3 năm Giáp Dần 1314, xưng là Ninh Hoàng, lấy niên hiệu là Đại Khánh. Trong suốt 15 năm ở ngôi, từ năm 1314 đến năm 1329 và 28 năm làm Thái Thượng Hoàng, từ năm 1329 đến năm 1357, vua Minh Tông đã ban hành nhiều chính sách tích cực nhằm duy trì củng cố thêm cơ nghiệp nhà Trần, như khuyến khích phát triển nông nghiệp, mở khoa thi thái học sinh hai lần để tuyển chọn người tài giúp nước, chủ động cử sứ thần sang biện luận về cương giới để ngăn việc nhà Nguyên tranh lấn bờ cõi. Vua cũng chủ trương dùng sức mạnh quân sự để đánh dẹp các vụ quấy phá, xâm chiếm của quân Ai Lao, Chiêm Thành, Ngưu Hóng. Sử cũ ghi nhận, vua Minh Tông đem văn minh sửa sang đạo trị nước, làm rạng danh công nghiệp của người xưa, giữ lòng trung hậu, lo nghĩ sâu xa, trong yên ngoài phục, kỷ cương đủ bày. Cho nên triều đại nhà Trần dưới thời Minh Tông tiếp tục duy trì sự thịnh vượng, kỷ cương của các đời vua trước đã tạo nên. Năm 1328, vì xét việc chưa minh thiếu thận trọng, không nhận biết mưu gian của bọn Trần Khắc Chung và Văn Hiến Hậu, vua đã giết oan quốc phụ thượng tể Trần Quốc Chẩn, một đại tướng có công bình chim, vừa là hoàng thúc vừa là quốc trượng của mình. Vua Minh Tông dây dứt mãi không nguôi bởi vụ án oan của Quốc Chẩn. Để sửa sai, nhà vua đã cho khôi phục chức tước, sai lập đền thờ bên bờ sông Kinh Thầy. Năm 1329, Minh Tông nhường ngôi cho thái tử Trần Vượng, tức Trần Hiến Tông, lên làm thái thượng hoàng. Đến năm 1314, vua Hiến Tông mất, thượng hoàng Minh Tông đưa hoàng tử Trần Hạo lên ngôi, tức Trần Dụ Tông. Trong 12 năm tại vị của Hiến Tông và 16 năm đầu thời Dụ Tông, thượng hoàng Minh Tông vẫn quyết định mọi việc triều chính. Năm 1357, thượng hoàng Minh Tông mất, thọ 58 tuổi.